Cảm ơn quý vị vẫn theo dõi chương trình Làm đẹp với công ty dược mỹ phẩm Forever Billmore ngày hôm nay. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi có một chương trình sale thật là đặc biệt cho quý vị, nhưng chỉ đến đúng 12 giờ đêm nay mà thôi nha quý vị nhé. Đó là chương trình tái tạo làn da cho quý vị nào có tuổi từ 45 tuổi trở lên. Thưa quý vị biết đó, khi chúng ta càng có tuổi thì cái làn da chúng ta nó càng lão hóa. Có người đó thì có rất là nhiều đốm trên da, có người thì làn da càng ngày càng khô, càng sậm màu và càng bị dày, bị thô, thậm chí lỗ chân lông rất là to. Đó là cái nguyên do từ cái làn da chúng ta đã bị chịu đựng nhiều năm mà chúng ta chăm sóc không đúng cách. Nếu quý vị là những người mà không có cái làn da đẹp và là một trong những nạn nhân có làn da như vừa nói thì chương trình ngày hôm nay sẽ giúp quý vị rất là nhiều. Thưa quý vị, làn da của chúng ta đó, có chúng ta thích một cái làn da mềm, mịn và mượt mà không tì vết. Đó là ước mơ của Ngọc Nhi nhiều năm về trước, và tới bây giờ cũng có rất là nhiều chị em phụ nữ có một cái ước mơ giống Ngọc Nhi. Thì để tạo một cái làn da từ một làn da dày, thô, lỗ chân lông to, khóe miệng sâu và không đều màu, để trở thành một làn da như ngày hôm nay Ngọc Nhi đang có là cả một kỳ tích bằng cái sự thứ nhất là chúng ta phải kiên nhẫn và biết hiểu được là làn da chúng ta cần gì, và quý vị phải cần dùng những cái loại đúng cách, thật đúng cách để đưa vào da quý vị. Trên bàn Ngọc Nhi có một cái loại gọi là Amber Gold, quý vị. Đây là một cái loại cream được làm từ Germany, được làm từ Đức. Trong này đó quý vị, những chất chính của nó, hai chất mà Ngọc Nhi mê nhất đó là bột hổ phách thật và mạc vàng 22 carat. Trong cái hộp quý vị mở ra, quý vị sẽ thấy được bên trong á, là trong cái hộp cream á, nó có những cái đốm màu nâu. Có nhiều người không hiểu đó là hay là nó bị mốc, nhưng mà đây là những cái mạc vàng nằm trộn lẫn trong cream. Thì những cái chất trong này là gì? Thứ nhất, cái mùi hương của nó cực kỳ sang, đó là một cái mùi hương đến từ châu Âu. Thứ nhì, bạc mạc vàng 22 carat. Thưa quý vị biết vàng là một cái thành phần mà nó kích thích cái tế bào da, nó kích thích và nó là một cái chất dẫn điện thật là tốt. Cho nên dùng cái mạc vàng này để xoa lên da, kích thích tế bào da, kích thích cái xung điện cho da, để da dễ thấm thấu vào những cái dược chất. Chất thứ nhì mà cực kỳ tốt và rất là quan trọng đó là hổ phách. Thưa quý vị, hổ phách là gì? Hổ phách là được hình thành từ cái nhựa của cây thông hàng triệu năm, đóng lại ở đó và nằm sâu ở trong lòng đất, nằm ở những cái nơi mà có khí hậu ẩm để tạo thành cái hổ phách. Phụ nữ chúng ta hay đeo những cái mặt nạ, những cái chiếc vòng cẩm thạch mà bạn gọi là hổ phách, màu đỏ đỏ đó, màu nâu nâu đỏ đỏ đó quý vị, đó là hổ phách. Hổ phách thật đó rất là hiếm ở thị trường, bởi vì nó được hình thành từ nhựa cây thông cổ đại có hàng triệu năm. Thì người ta dùng cái hổ phách đó với người của những người mà Ả Rập, nhà thì người ta dùng hổ phách là một cái vật linh. Người ta có thể là trang trí trong nhà bức tranh hổ phách để chống đi những cái tà ma, xua đuổi những cái năng lượng xấu. Và đặc biệt, từ xưa, người Ả Rập đã biết dùng hổ phách để phục hồi lại những cái cơ bị xơ cứng cơ động mạch cho những cái bệnh. Vì vậy, hổ phách là một thần dược. Và ngày hôm nay, viện nghiên cứu tế bào gốc của Đức đã tìm được hổ phách tái tạo làn da như thế nào, theo câu chuyện Nhi sẽ kể dưới đây. Ngược về khoảng 12 năm về trước, một phái đoàn chuyên gia của Đức đã tìm hiểu được trong một ngôi làng ở Ả Rập có một bà cụ trên 80 tuổi, nhưng mà làn da của bà hoàn toàn không có tì vết và không có nhăn, rất là trẻ. Tuy rằng tóc bà đã bạc trắng, lưng đã còng, bà đi đứng rất là khó khăn, nhưng làn da bà cực kỳ đẹp. Thì khi phái đoàn tìm đến tìm hiểu cách làm thế nào mà bà có được cái bài thuốc đặc biệt, bởi bà không có cho ai hết ở cái làng, người ta xin bà không có cho. Thì bà tự lúc đó bà mới kể ra rằng là nhiều năm về trước, thời còn trẻ, lúc khoảng 40 mấy tuổi, bà bị bệnh bệnh xơ động mạch, có nghĩa rằng nửa bên người của bà nó bị xơ cứng và không biểu cảm được. Thì bố của bà là một thầy phù thủy, thời đó gọi là phù thủy nhưng thật sự ra là một cái thầy lang. Thì ông mới tìm cách là ông dùng cái cục hổ phách đó, trong nhà có một cục hổ phách rất là xưa, rất là quý. Ông dùng cục hổ phách đó, ông hơ nóng lên và ông lăn lên mặt của bà. Nửa bên mặt được lăn, dần dần nó mềm ra, nó không còn bị xơ cứng nữa. Bà đã biểu lộ bằng những cái nụ cười tươi của bà được. Và nửa bên tai của bà bắt đầu lăn để tạo những cái cơ của bà nó mềm dần đi. Thưa quý vị, chỉ sau một thời gian ngắn
thì những cái bệnh của bà đã biến mất nhưng bù lại. Tuyệt vời nhất là cái nửa bên mặt mà được lăn, cái làn da bà đẹp rất là lạ lùng, rất là lạ lùng. Và từ đó, sau từ những năm sau đó bắt đầu bà dùng hổ phách để hơ nóng nhẹ và thoa lên mặt của bà. Thì thưa quý vị, thoa cả khuôn mặt của bà thì càng ngày bà càng trẻ ra, và đến bây giờ là cách đây mười mấy năm về trước bà đã trên 80 tuổi và rất là đẹp làn da. Thì phái đoàn nghiên cứu của Đức lúc đó mới mang cái hổ phách, tìm mua những hổ phách thật ở Ả Rập về và nghiên cứu. Sau khi phân tích chất từ những cái viện nghiên cứu tế bào gốc của Đức Quốc, thì họ tìm được rằng hổ phách là thần kỳ, thần dược của tái tạo lại những tổn thương của da, và làm mỏng, làm mềm và làm giãn cái sự sơ cứng của sơ của tế bào cả da. Vì vậy người ta dùng tế bào gốc của hổ phách ly tâm ra, thủy phân ra và đưa vào trong kem để tái tạo những làn da bị dày, bị thô mà bất trị. Đặc biệt người ta kết hợp với cái vàng 22 carat để làm chi? Để kích thích cái xung điện cho da, để tạo ra một cái làn, một cái xung điện mới và hấp thụ hổ phách nhanh hơn mà khỏi phải cần hơ nóng trên bếp lửa. Đó là một cái kết hợp tuyệt vời của người Đức. Và cuối cùng người ta dùng một cái loại dầu, đó là dầu olive, và một cái dầu olive để mà pha vào, và cái đến nữa là một cái dầu của cái loại đậu đặc biệt để kích thích cái làn da thấm thấu và tươi hơn. Nếu quý vị nào mà tuổi 45 trở lên mà thấy làn da của mình bị thô, bị dày, lỗ chân lông to, da mặt không đều màu, hãy dùng Amber Gold, một loại vàng kết hợp với bộ hổ phách để tái tạo làn da quý vị một cách thật là nhanh và thật là thần kỳ. Và sẽ học như dùng quý vị trên 45 mới dùng. Đây là một loại kem đặc trị và đặc biệt, cho nên nếu quý vị còn trẻ không cần thiết thì quý vị không có nên dùng, bởi vì nó rất là mạnh. Nó chỉ thích hợp được những cái làn da mà đã quá cỗi, những làn da mà đã quá bị lão hóa và đã bị tổn thương nặng rồi. Còn nếu làn da quý vị còn mỏng mà không có bị tổn thương thì quý vị không cần phải làm điều đó. Thưa quý vị, để cho nó thấm thấu hơn thì ngày hôm nay Bimo của chương trình đặc biệt rằng mua một hũ Amber Gold giá là 120 đồng, dùng được khoảng 2 tháng, quý vị sẽ được tặng lại 75 đồng. Được tặng lại 75 đồng, đó là trên 60% giảm giá. Quý vị muốn giảm đặc biệt để quý vị lớn tuổi, chúng ta có tuổi từ 45 tới 80, quý vị đều dùng được. Thường người lớn tuổi đó thì ở nhà không có đi làm, cho nên quý vị không kinh tế nó hơi khó khăn một tí, và còn đi tặng kèm theo 75 đồng. Đó là thứ nhất. Một, nếu quý vị là người hay thường đi ra ngoài đường trang điểm thì quý vị dùng cái loại cream 4-in-1 trên màn hình. 4-in-1 này là một cái loại cream đó, nó có 4 chức năng. Nó vừa là phấn nền, phấn phủ, phấn lót và chống nắng luôn. Thưa quý vị, khi mình lớn tuổi mình không thể nào trang điểm lòe loẹt như những người bình thường còn trẻ được. Quý vị dùng cái 4-in-1 này rất là dễ. Sáng á, thức dậy quý vị chỉ cần rửa mặt sạch, sức kem dưỡng da lên và thoa 4-in-1 lên thì tất cả đã nằm trên đó. Lập tức cái làn quý vị được che mất những khuyết điểm trên da, da mịn, trắng, đẹp mà người ta không biết rằng quý vị đang trang điểm. Đó là cái tuyệt vời của 4-in-1 15 năm nay rất là thành công ở thị trường. Chúng tôi có 3 màu. Số 1 là màu sáng nhất, số 2 là màu trung bình và số 3 là màu nước da bánh ít. Tùy theo cái làn da quý vị và nhân viên sẽ giúp quý vị chọn màu. Thì cái chai đó là 60 đồng. Một chai 4-in-1 quý vị có thể dùng được lên tới 6 tháng. Bởi vì mỗi lần dùng chỉ vài giọt mà thôi. Sáng rửa mặt sạch, chấm vài giọt 4-in-1, thoa đều lên mặt. Cái làn da quý vị sẽ tuyệt vời, mịn màng, trắng hồng và người ta không biết rằng quý vị đang sức kem. Đó là cái tế nhị của người lớn tuổi. Thứ nhì là cái chai, hoặc là quý vị chọn 4-in-1, hoặc quý vị chọn cái hũ siêu cream, đó là kem lụa. Một loại kem thần kỳ để kích thích sự sống của da và tái tạo da cho những cái người có làn da cực kỳ khô đó. Và cái đến nữa là cái chai màu tím, thưa quý vị, đây là cái chai peeling gel. Khi mình lớn tuổi, làn da của mình rất là nhiều tế bào chết nằm trên da, cho nên quý vị cần phải lấy đi những tế bào chết trên da của quý vị để làn da quý vị có cơ hội mọc lại tế bào mới và tái tạo tế bào mới. Quý vị nhớ hồi mình còn trẻ đó, mình bị té đó, hay mình bị phỏng bây giờ nè, mình không có làm gì hết á, tự nhiên cái da mình từ từ nó lành lại, nó kéo cái da non lại. Đó là cái sự thông minh của da, nó tự động sẽ mọc lại làn da mới nếu làn da cũ bị lấy đi hoặc bị tổn thương. Cho nên quý vị phải cần tẩy tế bào chết cho da.
ở tuổi chúng ta da tế bào chết rất là nhiều, cho nên phải tẩy đi để da quý vị có cơ hội tái tạo lại cái tế bào mới và đẩy lùi những cái tế bào màu nâu, màu sậm cũ. Thì quý vị thấy đó, cái loại tế bào chết này rất là dễ dùng. Quý vị chỉ cần mình đi làm về hay là buổi tối cũng vậy, cái mặt mình phải đang khô nha quý vị nha. Nếu cái da mặt quý vị đang khô, quý vị chỉ cần lấy cái chai tế bào chết này, cái chai peel and gel này, quý vị chỉ cần nặng một tí ra tay mình thôi. Quý vị chỉ cần nặng một tí ra tay mình thôi. Đó, quý vị nặng lên mặt đó, tại vì quý vị đang làm show không có nặng lên mặt được nhé. Quý vị thì nặng một tí ra và thoa đều lên mặt quý vị. Lúc mặt đang khô nhé, quý vị thoa đều. Quý vị thoa tới đâu thì nó khô dần dần đi và những cái miếng mảng mỏng của da rớt đầy xuống dưới đất và dính đầy cánh tay quý vị. Đó là những cái tế bào chết đã chết rồi nhưng mà vẫn còn nằm ở trên bề mặt da quý vị, chờ quý vị hỗ trợ nó, giúp đỡ nó lấy xuống. Quý vị, tha tí xíu thôi là cái da quý vị đó nó sẽ rớt rất là nhiều cái miếng da tí mà nó không ảnh hưởng tới tế bào da của quý vị. Đây là một cái loại tế bào chết đứng đầu thị trường hiện nay. Một tuần quý vị tẩy một lần để da quý vị nó loại bỏ đi những cái tế bào hư, tế bào chết đã bị nằm trên da mà không có ai lấy nó xuống hết. Sau khi quý vị lấy xuống hết, lúc đó làn da tự động trở mình và tạo ra một cái tế bào da mới. Thì cái mới nó sẽ tươi hơn, sáng hơn và mịn hơn. Và nếu quý vị kết hợp đúng với lại Amber Gold thì làn da quý vị sẽ thay đổi hoàn toàn. Trong vòng 21 ngày, 83% những làn da bị thô, bị dày sẽ được cải thiện. Thưa quý vị, 120 đồng một hũ Amber Gold dùng được khoảng 2 tháng trời nhưng mà được tặng lại 75 đồng. Một là quý vị chọn một cái chai 4 trong 1 để trang điểm khi ra ngoài đường mà người ta không biết mình trang điểm. Và cái chai peeling gel là 15 đồng cộng là 75 đồng. Hoặc quý vị chọn một cái hũ cream siêu cream đó, một loại kem lụa được làm từ chất nhờn của ốc sên, được làm từ cái hoa cúc, được làm từ mật ong, được làm từ những cái chất đặc biệt như vitamin để mà giúp quý vị đưa được dưỡng chất sâu vào da quý vị để tái tạo làn da quý vị. Thì ban ngày quý vị dùng siêu cream, ban đêm quý vị dùng cái Amber Gold, chỉ trong vòng 21 ngày, quý vị sẽ ngạc nhiên về làn da của mình. Đó là những sản phẩm ngày hôm nay. Thưa quý vị, nếu quý vị muốn đặt hàng ngay bây giờ, chương trình này sẽ chấm dứt vào đúng 12 giờ đêm tối nay. Số phone để gọi vào là 1-888-933-7624. 1-888-933-7624. Nếu các đường line bận, quý vị có thể gọi lại sau hoặc nhân viên sẽ gọi lại quý vị ngay khi đường line được mở ra. 1-888-933-7624. Đó là số phone đặt hàng ngay bây giờ trước 12 giờ đêm tối nay. Một hộp Amber Gold dùng được 2 tháng sẽ được tặng lại 75 đồng. Đó là siêu cream hoặc kem 4 trong 1 và kết hợp với một chai tẩy tế bào chết để giúp da quý vị tái tạo tế bào. Thưa quý vị, trở lại với Amber Gold, có rất là nhiều người mà khi mình lớn tuổi đó, mình thích dùng những cái loại cream để mà làm cho nó mỏng da mình đi, hay nó mềm da mình đi, hay nó tươi da mình đi. Mình không biết phải làm sao hết, là bởi vì sao? Bởi vì là mình cảm thấy rằng là xài mỹ phẩm nó không có thấm. Có nhiều người nói tôi xài một cái hãng này 10 năm, mười mấy năm rồi, da tôi ok. Ok, khác với cái nghĩa là tái tạo. Chúng ta cần đảo ngược tiến trình lão hóa của da. Chúng ta cần làn da chúng ta ngày càng tươi, càng trẻ hơn. Quý vị lớn tuổi, quý vị cũng rất là cần. Nếu quý vị không có ngăn cản ngay bây giờ, dần dần làn da sẽ đầy đồi mồi. Những cái đốm màu nâu nằm rải rác lên mặt quý vị rất là nhiều. Lúc đó quý vị hối hận cũng đã muộn rồi. Amber Gold là một cái thần dược để đảo ngược những làn da bị dày, bị thô, bị sậm màu và đặc biệt nhất là kích lỗ chân lông. Thưa quý vị, đây là một cái chương trình rất là đặc biệt. Ngọc Nhi mong rằng là quý vị hãy theo dõi chương trình này để sử dụng một cái mỹ phẩm thật là đúng cách. Quý vị biết không, Ngọc Nhi có nhiều người bạn đó là cứ đi mua cream theo người khác chỉ. Ví dụ nó là ok, bạn tôi nó xài cái này đẹp lắm, mua giống như vậy. Quý vị ơi, quý vị không mua được giống như vậy bởi vì cơ thể mỗi người mỗi khác nhau, làn da của mỗi người mỗi khác nhau, không phải người khác xài được là quý vị xài được. Thứ nhất, quý vị biết rằng là cái làn da của quý vị cần cái gì và cái chất trong cái chai này nó thích hợp quý vị hay là không thích hợp. Thứ nhì nữa là ở cái độ tuổi của quý vị,
có dùng được hay là không. Làn da quý vị bị mỏng, bị xài những cái mỹ phẩm mà nó là gọi là nó đã làm mỏng da rồi, nó tẩy quá nhiều da quý vị rồi, da quá yếu rồi. Bây giờ tự nhiên quý vị đi dùng một cái loại tẩy nữa thì làm sao nó chịu nổi? Phải tùy theo cái làn da của mình ở mức độ nào, mình biết dùng đúng cách. Nếu quý vị không có tìm hiểu được làn da của mình, hãy chụp hình làn da quý vị và gửi cho Ngọc Nhi vào số điện thoại của công ty đó. Quý vị liên lạc 1888 933 7624. Khi đó nhân viên sẽ chỉ quý vị cái số phone nào để quý vị gửi cái tin nhắn hình đó vào. Và Ngọc Nhi sẽ là người trực tiếp xem và sau đó giúp quý vị xài đúng loại mỹ phẩm quý vị cần. Kế đến nữa, quý vị có thể liên lạc với Ngọc Nhi quý vị qua cái số phone là qua cái link Facebook là Chung Ngọc Nhi. Chung Ngọc Nhi. Facebook đó quý vị có thể gửi hình vào nè, rồi chat với Ngọc Nhi nè để tìm hiểu về làn da của mình. Thưa quý vị, nhìn lên màn hình quý vị thấy đó, có rất là nhiều cái sản phẩm mà ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý vị. Đó là Embergo, đó là 4 trong 1, đó là Peeling Gel. Ba sản phẩm này thật sự rất cần thiết cho làn da quý vị. Nếu quý vị trên 45, da mình đã bị thô, bị cằn rồi thì một lần nữa hãy dùng thử. Thưa quý vị mua đó, Ngọc Minh chỉ quý vị nha. Quý vị có thể gọi vào xin một bộ hàng mẫu kèm theo. Đúng không? Bởi vì khi quý vị dùng hàng mẫu thử đó mà nếu không chịu đó thì thưa quý vị sẽ trả cái hàng nguyên lại chứ có tháo ra. Đúng không quý vị? Quý vị có thể là xin cái hàng mẫu rồi về xài hàng mẫu thử một tuần đi. Thưa quý vị nhìn lên màn hình kỹ. Ngọc Nhi có cái chai màu tím đây, rất là thích hợp cho quý vị. Nếu quý vị nào mà có làn da bị thô, bị dày, hay là quý vị bị có chân lông to, hay là quý vị bị chẳng hạn như là bị mụn, tế bào chết, rất là tốt cho da. Quý vị hãy nhìn lại màn hình một lần nữa, nhìn kỹ lại cái chai 4 trong 1 và nhìn kỹ lại cái chai mà màu tím hay là màu hồng. Thưa quý vị bị cảm ngày hôm nay, quý vị hãy nhìn kỹ đến màn hình và xem cái chai thuốc nào thích hợp cho mình. Nói quý vị ha, đây là những sản phẩm mà rất là cần cho quý vị. Nếu camera phóng gần lại được thì quý vị có thể nhìn cái chai 4 trong 1 á, xài rất là lâu. Một lần quý vị dùng đó, quý vị có biết là khoảng 2 đến 3 tháng mới hết. Mà khi nó hết rồi đó thì quý vị thấy làn da quý vị thay đổi liền à. Và cái Embergo cũng vậy nữa. Quý vị biết không, Embergo đó, Ngọc Nhi hồi xưa đó, da Ngọc Nhi dày lắm mà thô lắm. Ngọc Nhi xài một thời gian á, thấy da khác hoàn toàn liền. Đó, hoàn toàn khác liền, rất là khác. Quý vị nhìn kỹ vào cái chai màu tím trên bàn. Quý vị nếu quý vị nhìn kỹ vào cái chai màu tím trên bàn, quý vị sẽ thấy được rằng đây là một cái peeling gel. Quý vị sẽ rất là thích bởi vì nó là một cái chất duy nhất tẩy được cái tế bào chết trên da quý vị. Rất là hay. Một lần nữa, 120 đồng của Embergo, quý vị sẽ được tặng 75 đồng. Được tặng 75 đồng. Thứ nhất là cái chai 4 trong 1. Thứ nhì là peeling gel. Hoặc quý vị có thể đổi lại là quý vị xin được cái chai siêu cream. Siêu cream cực kỳ tốt để tái tạo làn da quý vị ơi. Ngọc Nhi có một câu chuyện muốn chia sẻ với quý vị là một người bạn Ngọc Nhi đó là chị dùng mỹ phẩm 14-15 năm của một hãng mỹ phẩm rất là nổi tiếng của Nhật Bản. Và chị nói rằng sao cái da chị nó cứ lì lì vậy hoài à em, nó không có hết được. Thưa quý vị, có rất là nhiều hãng mỹ phẩm đó là chỉ dưỡng thôi. Những cái chất đó là chỉ dưỡng thôi, chứ hoàn toàn không có tái tạo da. Quý vị lớn tuổi, quý vị cần một cái loại mỹ phẩm mà nó tái tạo được cái làn da quý vị. Quý vị cần cái loại đó. Mà tái tạo làn da phải đúng nha quý vị, chứ không phải là quý vị muốn tạo là tạo, muốn tẩy là tẩy đâu. Rất là nguy hiểm. Thì muốn biết làn da mình cần cái gì, muốn biết làn da của mình tái tạo thế nào, và muốn biết mình tái tạo có đúng cách hay không, quý vị cứ liên lạc với Billmore 1888 933 7624, 1888 933 7624. Trên màn hình quý vị nhìn kỹ và ghi xuống foreverbillmore.com. Quý vị thấy không? foreverbillmore.com
đó là cái nơi quý vị rất là tin cậy để mà đặt lòng tin tái tạo làn da của mình. Hoặc quý vị liên lạc trực tiếp với Ngọc Nhi là Trung Ngọc Nhi trên Facebook, gửi hình ảnh quý vị vào, Ngọc Nhi giúp quý vị tìm hiểu về làn da của mình. Thưa quý vị, trở lại chương trình ngày hôm nay, xin nhắc lần nữa, Amber Gold 120 đồng một hộp sẽ được tặng lại 75 đồng bằng 3 sản phẩm đặc biệt. Thứ nhất là Peeling Gel, giúp quý vị lấy đi những cái tế bào chết, lấy đi những cái đốm tàn nhang, đồi mồi ở trên da quý vị bám bởi những tế bào chết. Thứ nhì là 4-in-1 Cream, là một loại kem 4 chức năng trong một, gọi là 4 trong 1, giúp quý vị làm trang điểm mà người ta không biết mình trang điểm, mỏng, mịn và rất là đẹp. Hoặc là quý vị chọn Seal Cream, là một loại kem lụa được làm từ chất nhờ ốc sên kết hợp với kén tằm, chất seracin, kết hợp với hoa cúc để giúp cho quý vị có một làn da mịn và chữa lành vết thương từ bên trong da. Và thưa quý vị, Amber là bột hổ phách được cấu thành từ cái nhựa cây thông cổ đại hàng triệu năm. Amber có một đặc tính rất là đặc biệt là để giải độc cho da, làm mềm cơ da, hay nhất là tái tạo lại cái sự lão hóa của da. Khoa học đã chứng minh, và thưa quý vị, Viện Nghiên cứu Tế bào gốc của Đức, họ đã làm được điều này. Họ đã nghiên cứu và dùng tế bào gốc để mà đưa vào da quý vị. Thì trong một thời gian ngắn, quý vị sẽ thấy làn da của mình thay đổi hoàn toàn. Chỉ sau 21 ngày là 83% cái làn da quý vị đã được thay đổi. Ngọc Nhi có rất nhiều cô chú bác là khoảng trên 70 tuổi, dùng Amber Gold rất là nhiều năm nay. Và thưa quý vị, bác đã đặng ngày hôm nay bác rất là hãnh diện ra đường. Không có ai ngờ rằng cái làn da của bác lúc mà 70 mấy tuổi đó, nó thô, nó dày và nó rất là nhiều đồi mồi, ngày hôm nay nó mịn màng và nó mềm, bác rất là hãnh diện. Thưa quý vị, Amber Gold đã thành công ở thị trường của Đức nhiều năm qua, và Ngọc Nhi đã đặc biệt hợp tác với Germany sản xuất ra được một cái dược chất đặc biệt nhất là mạc vàng 22 carat kết hợp với lại bột hổ phách để đưa vào da quý vị. Thứ nhất, giải độc da, cải thiện sắc tố của da, làm mềm đi những cái cơ của da và giúp quý vị tái tạo lại chức năng và sức sống của da. Thứ nhì, sự kích thích của điện từ vàng 24, vàng 22 carat sẽ giúp quý vị thấm sâu được hơn dưỡng chất và đưa vào tận hạ bì của da và làm hồng sắc màu da của quý vị. Đây là hai dược chất mà đặc biệt, và cuối cùng chất thứ ba đó là một cái loại dầu olive kết hợp với là một cái loại dầu đặc biệt của người Đức để mà tái tạo lại cái sự sống của da. Quý vị biết là cái củ almond không? Cái hộp almond đó, cái dầu almond đó người Đức họ ăn trong từng bữa cơm của họ, và họ đã dùng chính cái dầu đó để đưa vào da quý vị để thấm thấu sâu hơn và tái tạo da nhanh hơn. Một lần nữa, Amber Gold 120 đồng sẽ được tặng lại 75 đồng. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã tin tưởng, yêu thương, và đây là chương trình thật là đặc biệt dành cho quý vị. Ngọc Nhi cảm ơn quý vị và hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới thứ hai, thứ sáu, tư, thứ sáu hàng tuần vào lúc 3:30 giờ Cali. Cảm ơn quý vị và chúc quý vị cuối tuần thật là vui, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào quý vị.